Thời gian gần đây, chiều cường kết hợp sóng lớn khiến cho đoạn bờ biển dài khoảng 2.000 mét tại khu vực Hòn Cóc thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở ăn sâu vào đất liền cuốn trôi nhiều đất rừng trồng phi lao dọc bờ biển xã Bình Thuận. Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đe dọa đường giao thông khu vực đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và hành lang an toàn một số công trình thuộc nhà máy lọc dầu Dung Quất. Được biết, tình trạng chiều cường sóng lớn dâng cao gây sạt lở bờ biển tại khu vực này xuất hiện trong mùa mưa bão nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện nhiều đợt sóng lớn hơn so với những năm trước nên tình trạng sạt lở bờ biển trở nên nghiêm trọng hơn. Vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trước mắt, địa phương bám sát thông tin dự báo thời tiết để có phương án di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn khi có mưa bão lớn.